Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thiếu người dẫn đầu đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã trở nên nguy hiểm hơn. Đã hơn 6 tháng thế giới phải đối mặt với virus corona chủng mới khởi phát từ Trung Quốc. Tuy nhiên cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi Vũ Hán cho thấy đến nay vẫn còn rất nhiều chông gai. Người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố vào hôm 22 tháng 6 năm 2020 rằng mối đe dọa lớn của cả đại dịch chính là tình trạng thiếu vắng sự lãnh đạo và đoàn kết trên toàn cầu. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Tedros tại một diễn đàn y tế trên mạng do Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới tổ chức. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã nói như sau: thế giới đang khẩn thiết cần sự thống nhất và đoàn kết toàn cầu. Chính trị hóa đại dịch đã làm tình hình tồi tệ hơn. Đe dọa lớn nhất của chúng ta phải đối diện hiện nay không phải là virus, nhưng là thiếu đoàn kết trên toàn thế giới và thiếu lãnh đạo toàn cầu. Ông nói một số phần của quy định y tế thế giới cần được củng cố để thích ứng hơn với mục đích. Ông không nói phần nào, chỉ nói rằng cần sự tài trợ, phối hợp, minh bạch, rộng rãi và linh hoạt để thực thi hoàn toàn. Ông cũng kêu gọi tất cả các nước phải ưu tiên cho bảo hiểm y tế toàn dân và lưu ý rằng thế giới đã học được một bài học lớn là hệ thống y tế vững mạnh là nền tảng của an ninh y tế toàn cầu và của sự phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Tổ chức Y tế Thế giới đã phải đối mặt với nhiều sóng gió trong quan hệ với các nước thành viên, đặc biệt là với Mỹ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu từ Nhà Trắng. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chấm dứt quan hệ và đóng góp tài chính đối với Tổ chức Y tế Thế giới sau một thời gian chỉ trích tổ chức này một cách kịch liệt về cách hành xử đại dịch corona của tổ chức này. Theo nhà lãnh đạo của Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới cũng không có được những cải cách lớn cần thiết. Và phát biểu với phóng viên, Tổng thống Donald Trump nêu rõ, vì Tổ chức Y tế Thế giới không thể đưa ra được những cải tổ cần thiết, ngày hôm nay chúng tôi quyết định chấm dứt quan hệ với tổ chức này. Và ông chủ của Nhà Trắng cho biết, Mỹ sẽ chuyển các khoản tiền tài trợ đó cho các nhu cầu y tế cộng đồng cấp bách trên toàn cầu khác xứng đáng hơn. Và như vậy, bước đi này đã hiện thực hóa tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 18 tháng 5 năm 2020 về việc Washington sẽ đóng băng hoạt động đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới và xem xét rút tư cách thành viên của Mỹ khỏi tổ chức này. Trong bức thư gửi cho Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đăng tải trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh nếu Tổ chức Y tế Thế giới không cam kết tiến hành những cải thiện thực chất đáng kể trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ tạm thời đóng băng quỹ viện trợ của Mỹ dành cho Tổ chức Y tế Thế giới trong một thời gian dài và xem xét lại tư cách thành viên của chúng tôi tại tổ chức này. Từ giữa tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã yêu cầu chính phủ Mỹ tạm ngừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Y tế Thế giới do cho rằng cách thức giải quyết đại dịch đường hô hấp COVID-19 của tổ chức này chưa phù hợp. Và Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ sớm đưa ra quyết định về việc tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và nhà lãnh đạo này đã xem xét giảm mức tài trợ của Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới xuống còn 40 triệu đô la thay vì là nhà tài trợ lớn nhất như hiện nay với khoản tiền lên tới 450 triệu đô la một năm, tức là tương đương khoảng 15% ngân sách của Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros vào hôm 22 tháng 6 năm 2020 cũng đã cảnh báo đại dịch vẫn đang gia tăng, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận rằng hàng ngày số ca nhiễm mới nhiều nhất từ trước đến nay liên tục diễn ra. Đây là hình ảnh chụp màn hình viêm phổi Vũ Hán trên toàn thế giới cập nhật vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 bởi Tổ chức Y tế Thế giới. Tại diễn đàn y tế trực tuyến, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã nhận định như sau: đại dịch vẫn đang tăng nhanh, chúng ta biết rằng đại dịch còn hơn cả khủng hoảng y tế. Đó là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội. Ở nhiều quốc gia là khủng hoảng chính trị và hiệu ứng của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ tới. Ông Tedros nhấn mạnh, trong thời gian đầu phải hơn 3 tháng mới có 1 triệu người đầu tiên được ghi nhận dương tính với virus. Thế mà giờ đây con số 1 triệu người được ghi nhận chỉ trong vòng hơn một tuần lễ. Điều này cho thấy tốc độ lan truyền của dịch bệnh tiếp tục tăng lên. Và cảnh báo đã được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố số ca nhiễm mới lớn nhất trong một ngày theo thống kê của cơ quan này được ghi nhận vào hôm 21 tháng 6 với hơn 183.000 ca nhiễm virus corona trong vòng có 24 tiếng. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng lưu ý là số lượng người dương tính với virus rất có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Số người nhiễm thực sự có thể cao hơn rất nhiều. Và bên cạnh đó, số ca nhiễm
tại từng nước cũng phụ thuộc nhiều vào khả năng tiến hành xét nghiệm của quốc gia sở tại. Và ít nhất đã có 470.000 người chết vì viêm phổi Vũ Hán từ đầu mùa dịch trên tổng số hơn 9 triệu người nhiễm virus. Châu Mỹ Latin tiếp tục là tâm dịch và những con số người chết và bị nhiễm này tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Đây là hình ảnh một nhân viên đang đào huyệt tại nghĩa trang San Francisco ở Rio de Janeiro. Brazil đã rơi vào tình trạng nguy cấp vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán khi trở thành vùng dịch lớn thứ hai của thế giới, chỉ đứng sau Mỹ. Sự lan rộng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã vươn tới khắp các nước Mỹ Latin, Mexico, Peru và Chile, cũng là những điểm nóng chịu ảnh hưởng nặng nề khi số ca tử vong không ngừng tăng lên và nhiều cơ sở y tế bị đẩy vào bờ vực sụp đổ. Thủ đô Mexico City của Mexico đã trì hoãn việc mở các khu chợ, nhà hàng, trung tâm thương mại, khách sạn và địa điểm tôn giáo khi nước này ghi nhận hơn 20.000 ca tử vong vì viêm phổi Vũ Hán. Trong khi đó, Peru cũng đã nổi lên là điểm nóng đang lo ngại của khu vực với số ca tử vong vượt qua 8.000 người hôm 21 tháng 6, dù cho nước này chuẩn bị mở lại các trung tâm mua sắm vào một ngày sau đó. Maria, một nhà dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng cách tiếp cận toàn diện rất cần thiết ở Nam Mỹ. Và Trung Quốc, nơi khởi phát của đại dịch, hơn 10 ngày qua đang chứng kiến làn sóng bùng dịch bệnh tiếp tục lần thứ hai. Đây là hình ảnh Bắc Kinh đã phong tỏa một phần của thành phố do phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, Trung Quốc lại loan báo đã xác định một chủng virus corona từ châu Âu gây nên đợt bùng phát mới đây tại Bắc Kinh. Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới nói việc này chỉ xảy ra trong trường hợp virus được du nhập từ bên ngoài vào Bắc Kinh và cần điều tra thêm. Trung Quốc đã công bố dữ liệu chu kỳ gen của virus từ những mẫu lấy ở Bắc Kinh mà các giới chức ở đó nói giống như một chuỗi châu Âu căn cứ trên những cuộc điều tra sơ khởi. Và đã có khoảng 183 người bị lây nhiễm khi virus tái xuất hiện bắt đầu cách đây hơn 10 ngày liên hệ đến trung tâm bán sỉ thực phẩm ở Bắc Kinh. Tại một cuộc họp báo ở Geneva, chuyên gia khẩn cấp y tế hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, bác sĩ Mike đã nói như sau. Virus và các dòng chủng loại virus luân chuyển trên toàn thế giới. Do đó, tôi nghĩ việc này không hề chỉ ra rằng châu Âu là nguồn gốc. Việc này có thể nói là hầu như bệnh có lẽ được nhập từ bên ngoài vào Bắc Kinh ở một thời điểm nào đó. Ông nhấn mạnh rằng điều cần thiết là xác định được khi nào virus đến Bắc Kinh và bao nhiêu người đã bị lây nhiễm trong thời kỳ này và yếu tố nào đã mở rộng sự lây lan. Tuy nhiên, điều này tái xác nhận là virus có nguồn gốc từ người. Và Trung Quốc đang phải chịu áp lực phải công bố các dữ liệu sớm vào lúc các ca viêm phổi Vũ Hán đang gia tăng tại thủ đô của nước này. Đây là hình ảnh ông Vu, chuyên gia trưởng dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đã đổ lỗi cho chính phủ Trung Quốc chậm trễ trong việc chế ngự bùng phát lúc ban đầu. Trung Quốc nói họ tiết lộ ngay những tin tức về chu kỳ gen của virus trong đợt bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán. Và chu kỳ gen virus mới nhất đã được công bố vào cuối ngày 18 tháng 6 năm 2020 và đã được chia sẻ với Tổ chức Y tế Thế giới và sáng kiến dữ liệu cúm toàn cầu. Chu kỳ gen của virus corona là trọng yếu và công cụ chuyển biến nhanh chóng trong việc chẩn đoán virus corona và trong việc hiểu biết về sự lây lan và kiểm soát của virus corona chủng mới này. Các chi tiết được trang mạng của Trung tâm Dữ liệu Vi sinh học Quốc gia Trung Quốc công bố cho biết dữ liệu gen Bắc Kinh được căn cứ trên 3 mẫu, 2 mẫu của người và 1 mẫu của môi trường được thu thập vào ngày 11 tháng 6, cùng ngày ở thủ đô Trung Quốc loan báo các ca lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán ở địa phương đầu tiên trong nhiều tháng. Shang Yong, một viên chức của CDC đã nói, theo những kết quả của cuộc nghiên cứu, cơ sở về gen và dịch tễ, virus đến từ châu Âu, nhưng khác với virus hiện nay lây lan tại châu Âu. Virus này cũ hơn virus hiện lây lan tại châu Âu. Ông Vu, chuyên gia trưởng dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, đã nói với truyền thông nhà nước là chuỗi virus ở Bắc Kinh tương tự như chủng châu Âu, dù không nhất thiết là chuyển trực tiếp từ các nước châu Âu. Ông Vu không nêu chi tiết về những nhận xét trước khi dữ liệu gen được công bố. Ông cũng nói thêm là chuỗi tìm thấy tại Mỹ và Nga hầu hết đến từ châu Âu. Và chùm virus corona lây nhiễm đầu tiên được truy nguồn gốc từ một chợ hải sản ở Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái. Kể từ đó, virus đã lây nhiễm cho hơn 9 triệu người trên toàn thế giới. Về nguồn gốc của chủng lây nhiễm tại Bắc Kinh, ông Vu nói virus không xuất phát từ thủ đô Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn của truyền hình nhà nước được phát ngày 19 tháng 6 năm 2020, ông Vu tiếp tục tuyên bố như sau.
đó phải là từ người hay hàng hóa từ bên ngoài thành phố mang vào chợ của Trung Quốc và hiện chưa rõ ai hay loại hàng hóa nào đã mang virus này vào Bắc Kinh. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020 với bản tin Thiếu người dẫn đầu đại dịch viêm phổi Vũ Hán trở nên nguy hiểm hơn. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.